có. Mùa dịch ở nhà làm gì? Đó, có bè, có cá nha bà con. Trời ơi, ngát. Rồi, bữa em hứa cô chú anh chị nay em quay nha. Ngang 1m55, dài 10m50 sau núi chăm chăm nha cô chú anh chị. Đúng đỉnh nha, siêu đỉnh. Máy văn ma hàng LK, máy thủy, nghĩa địa, nguyên cục, bóc dìa, máy xanh lè luôn. Dạ bà, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Dạ cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con. Mùa dịch này em chúc bà con mình sức khỏe lúc nào cũng tràn trề nha. Dạ giữ sức khỏe mùa dịch nha cô chú anh chị. Dạ mau hết dịch để bà con mình cùng với em hợp tác những cái mẫu ghe câu mới. Nhà anh thì có nhận thiết kế ghe câu đóng mới, sửa chữa đặt máy lớn. Dạ ai cần nhu cầu gì về ghe cứ liên hệ với em. Em thì ông còn Thới Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang. Và hôm nay mang đến cho cô chú anh chị một cái con em tâm bản, lúc trước em có hứa cho cô chú anh chị mình. Dạ để em quay. Thì kích thước là chiều ngang 1m55 và chiều dài là 10.5 thước nha cô chú anh chị, tầm khoảng 3 tấn mấy 4 tấn á. Đi máy văn ma hang LK. Giá bán của cậu em có kêu là 35 triệu. Dạ bây giờ em sẽ quay cho bà con. Rất cảm ơn cô chú anh chị mình. Dạ xem kênh nhớ bấm nút đăng ký phía bên dưới nha. Dạ để cập nhật những cái tình hình mới nhất. Mời cô chú anh chị xem video. Mời bà con. À, dạ và đây là cô chú anh chị. Con này chắc tầm khoảng 3 tấn, 3.5 tấn cô chú anh chị. Bè bọng thì sau núi liền nguyên con như thế này. Đó, mê nhôm nha. Chủ ghe kỹ lắm. Ngay cái ốp khẩu với lại cái be phía trên đó cô chú anh chị là trên đây là có nhôm luôn, bắt đầu mới ốp sắt vô, kỹ cực kỳ nha. Chiếc này đúng chuẩn sau núi chầm chầm bổ châu bằng sắt luôn cho bà con. Mê nhôm. Ghe đẹp, kích thước ngang 1m50, dài 10m50 nha cô chú anh chị nha. 1m50, 1m55 lận nha cô chú anh chị. Đó, sau núi. Ghe này cực kỳ liền luôn. Ở đây. Chi tiết ghe. Chai này là lúc trước thì nó dẻo về này, mưa thì nó cũng rút lại thì nó không bao giờ bị khô cứng hết. Chủ rất là kỹ, dài đòn đẹp lắm mà con, cực kỳ không. Dạ, ngang 1m50, 1m55 lần mà dài tới 10m50, đồng thanh đồng thủ. Chiếc này thuộc diện là hàng VIP. Dạ còn cái chiếc xuồng này là giá 13 triệu là cô chú anh chị. Thì cô ta hai xong rồi nha, có bựng nước lắm qua lăn luôn. Năm số 2 tuổi. Nhà con trong kia thì thời gian sau em sẽ quay cho bà con. Đi máy 2 văn ma. Con này chi tiết đẹp dữ lắm. Em quay cho bà con bên đây. Đó, hôm trước con hứa với cô chú anh chị là hôm nay sẽ quay vào phía bên trong nè. Đây là cái hầm lái. Hầm lái đóng cứng nè. Bựng nước lớn lắm, bựng nước ra tới đây luôn. Đây, máy này thì đi hang LK, máy đề nha cô chú anh chị nha. Chạy chim dịch thì chạy chim dịch cao tốc chim dịch rút. Nhưng mà hang LK còn xanh lét luôn á cô chú anh chị. Đúng chất nghĩa địa chứ. Máy đẹp lắm. Tốc độ em này là chạy 22 km/h nha cô chú anh chị nha. Và máy 2 mà chạy khá lắm. Bình dầu. Bình dầu zin của Yanma. Lấy qua lăng. Chiếc này lấy bóp nhẹ nhàng. Đó. Đề bọng sạc đầy đủ. Đề sạc. Ở đây cái tiếp lắp này cô chú anh chị. Em quay cái tiếp cho bà con mình coi. Đây, tiếp dài luôn nha bà con nha. Đó, diện mây giữa của chú anh chị sạch đẹp. Bình 100 ampe. Xe lắp 30. Dạ, tiếp 60. Đó, cái đà máy nó ra tới đó luôn cô chú anh chị. Những cái dòng tâm bản này thì bên trong ít chai lắm, không có chai luôn là nhiều. Dán sạp sau luôn, dán sạp đầy đủ. Giờ đây phần giáp hông nè. Góc luôn. Đó bà con. Đây cái dây mũi nè, đi sau núi nè. Đây. Đó. Nghe
tầm bản mấy gốc này quan trọng nè bà con. Dây mũi xịt đẹp. Tầm mũi á. Dây này không lai một miếng cây luôn nha cô chú anh chị. Dây bông cực kỳ đẹp. Không một miếng chai luôn. Mũi đây. Đó, khô ráo sạch sẽ. Ở trên đây mấy cái đường này là được lắp nhôm và dằn chai vô luôn. Cái này lắp giò thường xuyên lắm nên nó đẹp. Chủ kỹ người ta quan tâm một xíu. Kia đỉnh liền. Hai bên như một mà coi. Đó. Đẹp lắm nha cô chú anh chị. Rồi mùa dịch này em chúc cô chú anh chị mình sức khỏe tràn trề nha. Dạ làm ăn trong cái mùa này thì ổn định là được. Và quan trọng là cái sức khỏe. Chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Làm ăn thì thuận buồm xuôi gió hết nha cô chú anh chị nha. Rất cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con. Dạ xem kênh nhớ bấm nút đăng ký phía bên dưới để cập nhật được những cái mẫu ghe mới theo tháng nha. Con này tầm khoảng 3 tấn mấy 4 tấn. Sau núi chăm chăm nha. Ngang 1m55 dài 10m rưỡi. Đi giăng ma 2LK. Máy đẹp đúng chất nghĩa địa. Rồi hẹn lại bà con. Tạm biệt. Nay hứa là lên cho cô chú anh chị con bên kia 13 triệu nha. Hẹn lại bà con. Bye bye bà con.